tu hành và gìn giữ ấy thì phước báo của thuộc về họ. Vâng. Nhưng mà một có một cái ở trên đời này không thể nào cái mà giờ mà ai cũng đi tu cả, khi hữu không có. Ở cái cõi thế giới này mà giờ bảo mọi người bảo nhờ những con trâu, con chí, con bò đó nó đi tu không có. Ở giờ mọi người mà nói được con trâu đó nó tu thì nếu mà được thì chắc trên đời này nó không bao giờ có được. Hi hữu. Yên bình quá thầy. Vâng. Nó kiểu sống thiện lương quá. Vậy là giờ hắn không biết. Không bao giờ có. Ờ giờ bảo con kiến đi, đi tu ấy, ngồi thiền đi, tu hành ấy, nó đâu biết đâu. Cứ bỏ thịt. Ờ giờ bảo con rắn ăn thịt đi. Dạ vâng. Ờ bảo đừng có ăn nữa. Hắn vẫn nuốt con khác. Nên là cái đấy hi hữu, nên là nói là mọi người nói là không có ai lấy vợ sinh con đấy. Là những cái loài kiến này hắn sanh ra làm người thì hắn sanh, không nói được. Kể cả trong gia đình mình có nhiều người bảo họ tu còn lâu. Một đất nước Việt Nam 100 triệu dân nhé, cùng lắm được bao nhiêu người tu hành nhỉ? Còn đa số nên là mọi người nói cái chuyện mà ai cũng đi tu hết là hy hữu, không có, hiếm có ở đời. Chỉ có là về cõi Tây Phương Cực Lạc A Di Đà đấy, ở đó thì ai cùng tu cả, không người ta không ai lấy vợ sinh con, ở đó không có nữ nhân, không có người nữ, toàn người nam nhân không à, nên là không có sanh, mà ở đó là sanh hóa sanh, sanh ở trên hoa sen đấy, hóa sanh ở trên đấy, mà đã sanh hóa sanh như thế thì cần gì lấy vợ sinh con? Đó, nếu mà mọi người mà nói là thế thì hết ấy, thì Tây Phương A Di Đà đấy. Thế thì đâu có, ở trên đó họ không có lấy vợ sinh con gì hết á. Nhưng mà ai niệm Phật niệm về đó thì sanh nhờ hoa sen thì nhờ con người mình nhé. Ở đây cũng không lấy vợ sinh con mà mình ước nguyện về sanh ở hóa sanh như thế thì đâu cần vợ chồng đâu, nó cũng sanh. Nó cũng có. Thầy ơi, con nghe thấy có những nơi giảng là không có Phật A-di-đà, không có Tây Phương Cực Lạc ạ. Thì cái đấy là họ chưa nhìn thấy, họ không tin thì họ nói không có. Có người nhìn thấy biết thì họ nói có. Nhưng mà đối với những người không tin thì họ nói không có. Chẳng hạn như người dân này. Vâng. Có nhiều người không tin Phật Pháp thì họ nói đâu cần tu đâu, đâu cần Phật Pháp. Nhưng mà giờ như mọi người thì lại tin Phật Pháp. Nó cũng cái kiểu như thế thì mình nói là ai tin thì tin, còn không tin thôi. Người này nói có thì nói có, người kia không có thì nói không có. Còn như giống như người nhà gia đình mình đấy. Dạ vâng. Bảo ăn chay niệm Phật kêu có Phật đâu tú, thì họ cũng nói đâu có A Di Đà đâu. Cũng mình cũng suy nghĩ như thế, nên là mình cũng có nói là ông nói không có thì cứ không có. Còn mình tin thì mình nói có. Cái điều tốt lành, nhưng mà mình cũng đừng có cãi nhau với họ là có hay không. Kêu nói là mình tin, chẳng hạn như là có người thì nói có Chúa, có người thì lại nói không có Chúa. Ai tin thì người đó niềm tin ở đó. Nhưng mà ở trên đời này không có cái gì là không có. Tại vì Đức Phật nói là Phật ở trong quá khứ nhiều như cát sông Hằng. Nên là chuyện mà có một Phật tên A-di-đà thì bình thường. Vâng. Hay là họ tên khác, nhiều tên trong đó. Nên mình kể cả Phật Dược Sư nó nhiều Phật ở trong đó, chứ không phải là một Phật A-di-đà. Mà nhiều như cát sông Hằng mình làm sao mà biết hết tên được. Không đến được. Mà nhiều tên này tên kia. Kể cả trong đất nước Việt Nam như mình đã tên trùng nhau nhiều rồi. Mà lại sao không có. Nhưng mà họ nói là A-di-đà là vô lượng thọ, vô lượng quan, vô lượng công đức, một vị Như Lai. Như Phật Thích Ca Mâu Ni là cũng tên là A-di-đà. Dạ vâng. Ồ Phật Thích Ca, ai mà nói không có Phật Thích Ca coi. Ở cùng quá khứ rồi, nhưng mà Phật Thích Ca cũng là A-di-đà. Tại vì Ngài là đầy đủ công đức, đầy đủ phước báo, đầy đủ như Như Lai chánh đẳng giác mà. Thì ai mà cứ nói họ giải thích là Như Lai là giới, là định, là tuệ như thế thì một Như Lai là giới định tuệ. Chứ còn cái tên mà như Dược Sư hay Thích Ca Mâu Ni hay là A-di-đà chẳng qua là tên gọi giống như Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B thế thôi. Niệm thêm ngày nào cũng được siêu thoát lên Tây Phương Cực Lạc đúng không thầy? Mình niệm nhưng mà mình phải giữ giới. Dạ vâng. Giữ giới tu hành chứ mà ăn chay niệm Phật chứ mà niệm mà mình vẫn ăn thịt, vẫn sát sanh, vẫn trộm cắp thì không lên được. Mình phải giữ năm giới, rồi tám giới, năm giới.
rồi mình niềm tin Phật rồi mình mới về được đấy, chứ giờ mình đang không giữ giới mà mình đòi về đó là không được. Còn niệm cờ nào nữa nó cũng không về được. Mình phải giữ giới tu hành niệm rồi nó mới về được. Mà mình quan trọng nhất là khi giữ giới tu thiền cho mình ấy. Giờ mình nhẹ như cái lông vịt đó mà thả trên nước á, nó nổi. Nhưng mà mình như cục đá mà thả trên nước rồi bảo niệm cho nó nổi lên thì không được. Đó, giờ cái phước báo của mình ấy thì mình biết là phải giữ giới tu hành, sống bố thí hiền tin Phật thì mới được, chứ còn không tin A Di Đà với không tin Phật thì không niệm đâu, không có. Thầy ơi, nếu không ngồi thiền được thì làm nào ạ? Thì ước nguyện tu hành đến khi nào đó mình phải ngồi thiền bằng được để giải thoát cho mình nhé. Giờ mình nói là giờ nghiệp mình nặng hay là mình chưa quen, mình tập dần cái gì cũng tập hết á mới được, học tập mà, chứ không tự nhiên mà mình có được. Mình tu thành, mình giữ giới rồi mình luyện tập dần dần rồi mình suy nghĩ như thế này, mỗi ngày mình tập một ít. Bữa nay mình ngồi thiền một phút thôi, ngồi nửa phút, ngồi một giây thôi. Dần dần rồi mình lên, chứ chỉ cần một sát na mình ngồi thiền là cũng được rồi. Chứ đâu phải là bảo ngồi thiền suốt ngày suốt đêm đâu. Ngồi một phút, hai phút là mình nói là mình ngồi thiền, mình nói là giờ từ nay mình đừng có tham lam nữa. Đừng có sân hận, đừng có ngu si với ai nữa, cứ khi nào cũng giữ cái tâm từ bi ấy. Cứ tư duy như thế, đừng có hại ai nữa, sống lương thiện rồi, sống thoáng, giúp đỡ mọi người rồi, đừng có keo kẹt, bỏn xẻn tham lam nữa, cứ sống như thế ấy. Rồi niệm Phật hướng tâm đến Phật Pháp Tăng cũng không có hại chúng sanh nhá. Nuôi dưỡng cái tâm từ bi như thế là nó thiền rồi. Đó, chỉ cần một giây suy nghĩ như thế là nó đã thiền rồi mà. Vâng. Rồi mình thiền đấy là đời giờ mình chưa tu hành được, đời sau mình giờ là nữ nhân mình không đi được, đời sau mình phát nguyện thành một nam nhân. Mình tu hành, mình là người đàn ông, mình đi tu hành dễ mới thành tựu được con đường tu hành đấy. Nếu mà đời này mình nữ nhân thì mình cũng cố gắng mình niệm Phật, mình tập được cái gì hay cái đấy. Mình giữ giới, mình tu hành, mình thiền, mình nghe kinh sách, mình làm thiện bố thí đấy. Rồi sống đời sống tu hành ở nhà mình thôi. Mình cư sĩ cứ suốt ngày suốt đêm đặt niềm tin với Phật đó, phát nguyện phát cái tâm thành vô thượng chánh đẳng giác, tu hành để đời sau khi nào mình cũng tu hết, rồi tu hành khi nào thành Phật thì thôi. Giờ đời này mình chưa ngồi thiền được, mong rằng đời sau mình ngồi thiền được. Cứ phát cái nguyện như thế chắc chắn đời sau sẽ ngồi thiền được. Chứ giờ mình chưa tập mà mình đòi ngồi ngay cái là không có. Thế nhưng liệu kiếp sau nữa không được làm người nữa vì ăn nhiều thịt quá hay làm thế nào ạ? Thì mình phải chịu đọa ở trong đấy, đấy, nhưng mà mình phải phát nguyện to lớn là mình từ nay trở đi đừng có ăn thịt chúng sanh nữa. Giờ mình biết rồi đấy, đừng có ăn nữa, mình nói ăn rồi đọa đi ngục khổ, không được làm người, không tu hành nữa, làm trâu, làm bò, làm gà như thế để cho ăn lại đấy. Mình tư duy như thế rồi thôi, từ nay trở đi mình không ăn nữa. Cố gắng giảm dần rồi ăn cái rau, cái chay ấy. Mình cũng sống hạnh phúc rồi thôi. Giờ đang thèm ăn hay là cái gì đó, nhưng mà mình cũng tránh dần dần để lần sau mình bỏ được, mình tập được, chứ không ăn là nợ nợ chúng sanh nhé. Đó là mình luyện tập cho mình một cái tâm như thế, tâm từ bi thương hại, chứ tự nhiên giờ mình còn ăn thịt, giờ lỡ biết đâu cha mẹ mình đó mình ăn sao, nhưng mà thịt cha mẹ mình thì mình đâu ăn đâu. Người thân mình hay là con chó mình mà mình nuôi mình cũng không muốn ăn cụ nó ấy. Nhưng mà mình lại cho người khác ăn. A Di Đà Phật. Vâng. Nam mô A Di Đà Phật. Mời thầy ngồi nhỉ. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy đại giữa cho anh khô áo. Con phơi cái áo các thầy đại đức ở đang nghiêm lên đấy. Vâng, đại đức ngồi cái chỗ dốc đá quá. Thầy sáng. Dạ vâng. Con phơi cái áo. Vâng, phơi ở chỗ sân đấy này. Vâng. Mọi người ở nhà giữ giới, vâng. Tu hành, giữ năm giới, vâng. Sống chung thủy với gia đình như thế rồi giữ giới tu hành thì chắc chắn được làm người trở lại. Không sát sinh, dạ. Không trộm cắp, dạ, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, vâng. Không nói láo, không uống rượu bia, vâng. Với lại buôn bán, vâng. Cũng đừng có buôn bán rượu bia, vâng.